Sống Tâm Hồn, một cuốn sách nổi tiếng nói về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình và sống xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn Hạt Giống Tâm Hồn có một câu nói của Oprah Winfrey rằng cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng, hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn. Cuốn sách đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng tôi, sự kiên cường ý chí vươn lên chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách là cảm nhận từ tôi về họ. Tôi đã từng đọc một cuốn truyện mang tên Mẹ Tôi Chỉ Có Một Mắt. Mẹ tôi chỉ có một mắt, tôi ghét bà ấy, bà nấu ăn cho học sinh và giáo viên để nuôi sống gia đình. Có một ngày nọ ở trường tiểu học, mẹ tôi đến tìm tôi đã rất bối rối. Làm thế nào mà bà ấy có thể làm điều này với tôi? Tôi mặc kệ bà ấy, ném cho bà ấy một ánh mắt căm ghét và chạy ra ngoài. Ngày hôm sau ở trường, một người bạn cùng lớp hét lớn, mẹ của bạn chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ, muốn biến mất và tôi cũng muốn mẹ tôi biến mất. Tôi đã đối mặt với bà ấy vào ngày hôm đó và nói, nếu bà chỉ biến tôi thành trò cười, tại sao bà không chết đi? Mẹ tôi đã không trả lời. Tôi thậm chí không dừng lại để suy nghĩ một chút về những gì mà tôi đã nói, bởi vì tôi đã đầy giận dữ. Tôi muốn ra khỏi ngôi nhà và chẳng có gì để quyến luyến. Thế tôi học thật chăm chỉ, có cơ hội ra nước ngoài học. Sau đó, tôi đã kết hôn, tôi mua một ngôi nhà của riêng tôi đã có những đứa con riêng của tôi hạnh phúc với cuộc sống của tôi, những đứa trẻ của tôi và những tiện nghi hiện đại. Tôi dần quên đi bà mẹ một mắt ngày nào. Một ngày nọ, mẹ tôi đến thăm tôi, bà đã không gặp tôi trong nhiều năm và thậm chí không gặp cháu của mình. Khi bà đứng cạnh cửa, các con của tôi đã cười nhạo và tôi mắng cô ấy vì đã đến nhà mà không mời. Tôi hét lớn, sao bà dám đến đây và dọa con tôi ra khỏi đây? Bà mẹ tôi rất buồn bã, tôi rất xin lỗi, tôi có thể đã nhận nhầm địa chỉ. Và cô ấy biến mất trong khỏi tầm mắt của tôi. Một ngày nọ, một lá thư mời về trường cũ họp mặt và tôi đã nói dối với vợ tôi rằng đang đi công tác. Sau một cuộc họp mặt, tôi đến căn nhà ngày cũ chỉ vì tò mò. Hàng xóm của tôi nói rằng bà ấy đã chết. Tôi không rơi một giọt nước mắt. Họ đưa cho tôi một lá thư mà muốn nói với tôi. Con trai thân yêu của mẹ, lúc nào mẹ cũng nghĩ về con. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã đến nhà và làm những đứa cháu của mẹ sợ. Mẹ rất vui khi nghe tin con để đoàn tụ, nhưng thậm chí không thể nào ra khỏi giường để gặp con. Mẹ xin lỗi vì đã làm con xấu hổ khi lớn lên. Con không biết rằng khi con rất nhỏ, con đã gặp tai nạn và bị mất mắt. Là một người mẹ không thể nào đứng nhìn con lớn lên bằng một mắt. Vì vậy, mẹ đã trao đôi mắt của mẹ cho con. Mẹ rất tự hào về con trai của mẹ, người đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới bằng ánh mắt của mẹ. Với tất cả tình yêu của mẹ dành cho con, mẹ của con. Ta thấy được Hạt Giống Tâm Hồn là một cuốn sách viết lên những bài học quý dành tặng những người đang phải đối đầu với những khó khăn thử thách mà cuộc sống đem lại. Là người bạn tâm sự sát bên ta mỗi khi nỗi buồn ập đến, cũng là cuốn sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim. Cuốn sách như một trang mở đầu trong tôi, biến tôi từ con số 0 và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã. Hạt Giống Tâm Hồn như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta mỗi khi gặp những khó khăn thử thách tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin, bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến thành công. Hạt Giống Tâm Hồn, cuốn sách mang lại những niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho chúng ta, giúp cho chúng ta thấy được những giá trị của cuộc sống. Cảm ơn Hạt Giống Tâm Hồn, cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng giá trị của bản thân và là nguồn động lực giúp tôi mỗi khi vấp ngã và thất bại trong cuộc sống.